khán giả đang theo dõi Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC3 On Sport, trên các ứng dụng Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và VTV Go, YouTube và fanpage của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Đồng thời lúc này nhiều trang cộng đồng lớn cũng đang giúp chúng tôi chia sẻ chương trình này. Xin được bắt đầu số phát sóng 137. Xin được chúc mừng năm mới 2021 tới toàn thể quý vị khán giả. Năm 2021 là một năm mà chắc chắn rằng chúng ta đều mong ước rằng nó sẽ là sự bù đắp cho một năm vừa qua. Còn Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì ước ao rằng tình thương yêu sẽ phủ kín trái đất này và sẽ mang lại cho nơi nơi sum vầy hạnh phúc. Hạnh phúc sum vầy của những người hàng chục năm phải chịu cảnh ly tán có khi chỉ là những việc rất bình thường diễn ra trong đời sống của mỗi chúng ta. Anh chị em đến nhà nhau chơi, cùng nhau đi xem vườn tược tăng gia, ăn với nhau bữa cơm, hát với nhau vài bài vọng cổ. Người em út là anh Dũng đón chị Phượng, anh Thắng đã bao nhiêu lần trong giấc mơ suốt 50 năm ly tán của anh. Từ lúc còn bé thơ ngơ ngác cho đến nay đã bạc mái đầu, cháu nội cháu ngoại cũng đã lớn hơn chính anh trong ngày chia lìa. Thưa quý vị, khi mà được gia đình gửi cho những hình ảnh này thì chúng tôi rất là xúc động. Chúng tôi như là chợt thấy một đứa trẻ vừa mới được thỏa nguyện, một đứa trẻ mà ước mong nồng cháy cả suốt cuộc đời ấy, chỉ là đến lúc bạc mái đầu thì mới có thể thực hiện được. Anh Dũng thì chưa bao giờ được sống như là một đứa trẻ trước mặt anh chị của mình cả, chưa bao giờ anh được nhảy múa một cách vô tư lự như thế. Đó, hạnh phúc của đoàn viên có khi chỉ là như thế thôi ạ, mà chỉ thiếu cái chút đó thôi ấy, thì đời người không thể trở nên là thỏa nguyện, không thể trọn vẹn được rồi. Thưa quý vị, người mà đã chịu cảnh lưu lạc thì có thể cố quên đi để mà sống, nhưng những ước mơ chưa thỏa nguyện và sự thiếu vắng tình thân ruột thịt thì không thể biến mất được cho tới khi mà chúng ta được cùng nhau đưa họ trở về với tuổi thơ của họ trong vòng tay của những người thân ruột thịt, những người mà họ đã thất lạc từ trong cái tuổi thơ đó. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang đến hai câu chuyện chia ly và đoàn tụ. Họ sẽ gặp lại nhau trong một thời điểm mà tất cả trong số họ đều không cần gì hơn là một cuộc đoàn viên. Vâng. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục những câu chuyện từ một địa danh đã quen thuộc, làng Cô Nhi Long Thành, thời điểm từ năm 67 cho đến năm 72. Làng Cô Nhi Long Thành còn được gọi là làng Cô Nhi Chiến Tranh, được ông Tư Sự cùng các đệ tử từ Sài Gòn tới dựng lên trên vùng đất khai hoang rộng hơn một cây số vuông. Từ tháng 7 năm 1967, làng đón nhận trẻ bị bỏ rơi, trẻ mồ côi, trẻ lai và nuôi hộ con cho nhiều người mẹ khó khăn. Chỉ tồn tại có hơn 4 năm cho đến ngày bị chính quyền Việt Nam Cộng Hòa tấn công giải thể, làng Cô Nhi là một biểu tượng của phong trào đấu tranh đòi hòa bình ngay lập tức đã lan rộng trong mọi tầng lớp nhân dân miền Nam Việt Nam vào thời điểm chiến tranh leo thang đến đỉnh điểm trước khi Hiệp định Paris được ký. Trong số 3.000 trẻ được nuôi dưỡng trong làng vào thời điểm bị tấn công, có tới một hoặc vài trăm em vốn có gia đình đã trở thành côi cút thực sự vì bị chuyển đi đột ngột đến các cô nhi viện khác, đến giờ vẫn chưa được làm rõ. Vai trò của làng Cô Nhi trong phong trào đấu tranh đòi quyền sống trong các đô thị miền Nam sau này cũng không được ghi vào sách, dù lịch sử đã lùi xa cả nửa thế kỷ. Cũng nửa thế kỷ đã qua, những anh chị từng là Cô Nhi mới được gặp lại nhau và gặp lại một số người thầy đã từng chăm sóc dạy dỗ mình khi còn tấm bé. Quan trọng nhất là làng Cô Long Thành nó có cái hàng chữ ngàn xưa cho đến ngàn sau. Tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Thì tôi mong rằng tất cả các em ráng thực hiện được hai cái chữ tình thương đối với xã hội, và nhất là dạy dỗ con cháu có tình thương. Con cảm ơn thầy ạ. Các anh chị lớn lên thì đều rất cố gắng. Nhưng mà đúng là mồ côi thì đúng là tủi thân lắm. Cái hạnh phúc mà lớn lao nhất là có được gia đình mồ côi rất tủi thân. Bé thì mơ ước là có gia đình,
có giống như bao nhiêu người khác đó, mà cứ mơ hoài không bao giờ thành đó. Rất là mong nhiều hơn là tất cả mọi cái mà mình mong. Ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Tức là các em nó lớn lên nó biết thương yêu tất cả mọi người. Thầy đã nói đúng cái mục tiêu sâu xa của hoạt động đoàn tụ và tìm kiếm người thân như chia hè của cuộc chia ly từ trước đến nay ạ. Vâng, chúng tôi kêu gọi và đã được cộng đồng hưởng ứng rất là mạnh mẽ. Không phải chỉ để là cùng nhau chúng ta tìm ra và đoàn tụ cho những trường hợp riêng lẻ, mà trên cả là chúng ta cùng nhau kết thành tình thương. Vì ngàn xưa cho đến ngàn sau, tình thương ngăn được máu đào mà thôi. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là câu chuyện chia ly đoàn tụ đầu tiên trong tối hôm nay. Câu chuyện về một đứa trẻ được gửi vào làng cô nhi Long Thành, sau đó vì quá nhớ mẹ mà trốn đi tìm, và rồi thì thất lạc luôn từ đó đến bây giờ. Chỉ nhớ là gì nè, vào một cái buổi sáng đó mẹ mới nói hồi bữa nay dẫn mấy con đi chơi, mấy anh nó đi chơi mình nghe vậy, đi chơi chứ đâu biết gì đâu. Cái đi xe buýt thì động theo mà con ước tính nó độ còn cả khoảng tiếng mấy vậy. Cái mới đi vô cái đường đất đỏ, đi vô sâu hai bên rậm cây không có nhà cửa. Vô cái đó cái mẹ không biết phải đi đâu không biết. Đứng đó đứng chờ riết không thấy đâu hết trơn, cái mấy tiếng đồng hồ cái mới khóc mới chạy theo cái đường mà đi đó. Cái mấy người đó trong đó bắt lại cái dùng giải quá trời luôn. Cái đâu được hai bữa vậy, cái buổi chiều đó, cái chiều tối hơn giờ này chút là đi trốn đi ra qua ngoài đường. Cái lúc đó giữ cái khóc thôi chứ mà đâu biết gì đâu. Khóc đi tìm mẹ, để đi tìm về tìm mẹ thôi. Người đàn ông gần 60 tuổi đêm nay chỉ cho chúng tôi những đoạn đường vô định mà ngày xưa anh chạy dưới mưa tìm mẹ. Người đàn ông mà 50 năm qua vẫn chỉ quanh quẩn nhẫn nại trên những đoạn đường không xa hơn chục cây số cách làng cô nhi ngày trước để chờ. Nghe nói có lần có ai đó về tìm mà tiếp mình tới trễ, người ta đi mất rồi. Cái nó thôi chắc cái số mình số kiếp nữa, bây giờ gặp được gia đình nữa thôi. Trong trí nhớ của đứa trẻ 6 tuổi, những đoạn phim rời rạc được anh Sơn cố gắng tua đi tua lại, sợ quên. Từ nhỏ tới lớn là không bao giờ gặp mặt ba. Cách mà khoảng 3 ngày mẹ đưa đi ha, là tôi nhớ là anh không có nói, anh hai á, anh nói là ba mình đi lớn chết rồi. Buổi sáng đó, anh Sơn nhớ người mẹ không chỉ gửi riêng anh, bé Sáu, mà còn gửi thêm cả 3-4 đứa con trai nữa vào làng cô nhi. Người em gái sau cùng nữa là mẹ ẵm lên tay đi về, nhớ kể rõ lắm. Đó là cái kỷ niệm đau khổ nhất trong đời, tôi đâu quên được. Vâng, đây có lẽ là người đăng ký đặc biệt nhất đối với Như Trẻ của Chia Ly. Cho đến lúc này, không phải chỉ vì câu chuyện ly tán của anh quá là bi thương, mà một đứa trẻ vừa mới rời mẹ có 1-2 ngày vì nhớ mẹ quá mà bỏ trốn đi tìm, cuối cùng thì phải biệt ly cho đến bây giờ. Mà đặc biệt là anh, chính anh đã hai lần gửi thư cho chúng tôi rất là tha thiết để đi tìm gia đình, nhưng mà cuối cùng thì chính anh cho đến lúc này lại tìm cách chạy trốn khỏi chúng tôi cho bằng được. Vào lúc tối khuya của một ngày trước cuộc hẹn đến Long Thành gặp anh Hồ Văn Sơn, đội tìm kiếm như chị hề của cuộc chia ly đã sẵn sàng mấy tiếng nữa khởi hành, thì chúng tôi nhận được tin nhắn này. Xin hãy hủy hết hồ sơ, tôi đang thiếu nợ, họ dí quá tôi không dám về nhà, tôi đi làm trả nợ cho người ta, mong thông cảm. Người đàn ông đã tha thiết tìm mẹ tìm anh em như thế, sao phút chót lại từ bỏ? Chúng tôi có thể giúp gì được cho anh? Sớm chiều sáng mấy số này nè, đừng nhận mày nè. Thôi điện lắm nghe à. Sao ông trốn lại kỳ ta? Nè ông đứng đây đi, tôi bượn ra tôi chạy nên tôi coi cái ổng kia gì. Đúng rồi. Ông thôi em đi ké. Tại đi ngó mà gác giùm tay cho mày. Để tao đi xong lại bắt tao gác. À vậy là anh biết ông Sơn rồi. Tôi biết giả lâu rồi nhưng mà tôi không biết giả cái góc ra làm sao thôi. Ủa thấy ông Sơn mấy số này giờ có đâu đây không hả Phú?
ông này xuống đây lắm. Dạ. Chứ thành ra là tôi biết rồi, nhưng mà giáo mới bệnh đây mấy năm mà. Dạ. Chúng tôi đợi đến chiều đi tìm anh ở những tiệm đổi vé số. Gửi thư hai lần cho tụi cháu mà. Nhưng mà giờ đây tôi không còn hy vọng. Nói chung ra tôi giờ tôi hết hy vọng nữa rồi. Chú không muốn, tại chú không có hy vọng đâu. Cho tôi thêm một cơ hội đi, tại vì bao nhiêu năm nay chú vẫn hy vọng mà đúng không? Thì bây giờ thêm một cơ hội nữa. Nợ sửa nhà cũng chỉ vài chục triệu, nhưng lãi cứ đội lên, vợ con lần lượt đi mất, bệnh trọng đeo bám. Chúng tôi đành quyết định dẫn anh đến nhà ông Nguyễn Văn Luông, một nhân chứng mà chúng tôi tìm được trong khi đi tìm dấu tích và nhân chứng làng Cô Nhi trước đây, nhờ các tình nguyện viên ở Long Thành. Cốt là để anh Sơn bình tâm lại. Họ còn đứng ngay đi, mẹ ra đây cái mẹ vô. Thầy ở nhà hồi đó mình hoài quang lắm, đâu có dám kể, mẹ nói gì nghe đó chứ. Ta đứng ra đi luôn. À, đứng đó đứng chờ riết, không thấy đâu hết trơn, mấy tiếng đồng hồ cái. Ông Luông vốn thuộc lớp đàn anh trong làng, thông qua như chia sẻ của cuộc chia ly, ông cũng mới làm quen với một người đang đi tìm gia đình, anh hiện đang ở nước ngoài. À đúng rồi, lúc đó là ở khu Tứ Giác. Ờ, anh này là hiện nay là đang ở bên Đức. Đức kìa. Sao dữ vậy? Qua Đức này á là từ xưa tôi đi làm lao động thôi, thời bên Đông Đức á. Nói chuyện với nhau sau cuộc đời tôi may mắn. Hồi đó cũng ở chung là ở là cô Di rồi mà tôi không có được may mắn nha. Ở đây giờ tôi không. Tụi mình là được trời nuôi hay sao? Đúng trời rồi. Che chở hay sao? Tôi có chắn mà tôi thoát chết hoạn mục lắm. Đúng rồi, tôi thoát chết mấy trận, tôi hồi đó vô đó ở có mấy bữa là tôi trốn tôi đi á, mà ra mắt mưa mà lạnh cống luôn, mà cũng có người cứu rồi chứ không hồi đó tôi cũng chết rồi. Giờ là gỡ anh vô đó là tới mấy anh em rồi hả? À, mấy anh em rồi. Đứa em gái mà ẩm trên tay á là mẹ ẩm về. Cứ... Cho nó ở đâu? Dạ, ở Long Thành Đồng Nai á, gần ở gần làng Cô Nhi Viện ngày xưa. Dạ vâng, rồi chào anh. Dạ vâng, Long Thành. Dạ vâng, rồi chào anh. Dạ vâng, xin chào chú Luông. Xin chào anh Tín. Chào anh Sơn. Dạ. Vâng, chú Luông là một nhân chứng lịch sử của làng Cô Nhi Long Thành. Dạ. Khi mà chúng tôi đi tìm nhân chứng của làng Cô Nhi Long Thành vào tháng trước á, thì là chúng tôi có nhờ tình nguyện viên ở Long Thành và cộng đồng mạng. Cuối cùng là tìm ra chú Luông. Chú Luông ở ngay cái vị trí mà hồi xưa nó vốn là làng Cô Nhi Long Thành. Dạ vâng, hồi đó là chú ở cùng với cả các em. Lúc đó tôi ở làng từ khi thành lập. Lúc đó tôi độ khoảng 15 tuổi. Tôi ở khác đoàn. Làng Cô Nhi lúc đó là... Tiền thân nó là Cô Nhi Viện Minh Tâm, từ ở trong gia đình này đưa ra. Hội trưởng là bà Trần Thị Tuần. Cho nên tôi có nói cái lúc mà tình nguyện viên đến nhà đó, muốn tìm các em mà thất lạc ở làng Cô Nhi Long Thành, phải tìm được cái họ. Tự vì cái họ lúc đó ở ngoài đời đưa vào trong đó là khai lại là Trần Trí hết. Trần Trí là con trai. Con trai, con gái là Trần Huệ. Trần Huệ. Cho nên bây giờ hỏi họ mà không biết cái đó, truy không cái đó ra đó là thì không thể tìm được. Dạ. Có may mắn là một số người thì vẫn giữ được tên. Giữ nguyên. Dạ. Vâng, thế thì cho con hỏi, tức là cái lúc đấy là trẻ vào trong làng Cô Nhi đó thì đều thường là ăn chay, cắt tóc ba vá, nam á. Thì... Bởi vì tôi xin thưa thế này, cái làng Cô Nhi đó, nó cái tính chất tôn giáo cộng đồng. Ở trước làng thì đi vào đường ấy, thì nó có cái tượng Phật Quan Thế Âm. Và sau đó là có tượng mẹ Fatima và Chúa. Cho nên là trong làng thì ăn chay. Nhưng sau khi giải tán thì không biết đưa đi lung tung beng, không biết ăn cái gì. Nói. Có nghĩa là các em có thể được đưa lên cả những cô nhi viện của các nhà thờ. Nhiều nơi lắm. Lúc đó đưa không phân biệt tuổi nữa mà đưa đi ban đêm. Bởi vì đưa đi cái viện này không được đủ rồi thì đưa đi chỗ khác. Cho nên Vũng Tàu có, Thủ Đức có, SOS có, được lung tung beng hết. Cho nên dạ. Không thể tìm được. Dạ. Bọn con đang cố gắng để đi tìm. Bọn con sẽ chú ý cái cột mốc. Trần Trí
Trần Trí à, Trần và Trần Huệ. Và cái ngày sinh là mùng 1 tháng Giêng, thường là được khai lại như vậy. Và, cảm ơn chú Luông và anh Tín hôm nay đã đến đây để mà anh Sơn bớt lẻ loi. Anh Tín bây giờ là người thân nhất của anh Sơn rồi ạ. Dạ. Dạ. Sáng sáng thường thường thì mở quán cà phê thì anh Sơn anh xuống bán giấy số rồi kia chạy. Dạ. Dạ. Kia có lâu lâu cũng ủng hộ cho ảnh vài vé rồi cái ngồi uống nước trà này kia rồi thôi. Thấy ảnh cũng buồn buồn cái lâu lâu cũng nói người thân nó biết chuyện nào mới biết kiếm được mẹ này kia không. Dạ. Dạ. Rất là tội là anh Sơn ngần ấy năm ạ. Tính ra là 51 năm, 52 năm rồi. Yeah. 52 năm mà anh không đi đâu khỏi cái vùng Long Thành ấy cả. Anh đi từ nhà này sang nhà khác, nhưng mà anh chỉ quanh quanh ở vùng Long Thành ấy thôi. Cho đến bây giờ bạc mấy đầu rồi, vẫn quanh quẩn ở đó. Và anh ấy rất hay đến một cái nơi gọi là trại giáo dưỡng. Đúng. Trại giáo dưỡng Xuân An thì nó cũng ngay ở trên cái vị trí của làng Cô Nhi Long Thành hồi xưa. Và anh ấy thậm chí là làm thân với một số anh công an ở trại để mà chỉ có thỉnh thoảng đi ăn vé số lại đi đến đấy và hỏi rằng là có ai đến hỏi không? Có ai đến hỏi không? Có ai đến hỏi anh không? Vâng. Nhưng mà hôm nay thì chúng tôi có nói rằng là cộng đồng cùng như chị của chị Ly sẽ tạo nên hai cuộc đoàn tụ. Và một trong cuộc đoàn tụ đấy là của anh Sơn. Vâng. Yeah. Nhưng mà anh phải lạc quan. Lúc nào anh lạc quan lên thì sẽ có đoàn tụ. Yeah. Đúng không ạ? Vâng, thế thì tại sao mà anh lại từ chối bọn em? Tại vì mấy năm vừa rồi là nghĩ là chắc hết tìm được mẹ rồi. Chờ đã riết, bây giờ cái sức khỏe mình nó cũng yếu nữa. Mà nữa ra nó thôi bỏ hết thì giờ lôi làm cái ăn trước cái đó. Chứ còn ngày xưa mà mẹ bỏ vô làng Cô Nhi là trốn ra đi tìm mẹ, xong rồi giải phóng vô đi tìm mẹ, đi làm cứ hết một năm, hai năm mà. Có bao nhiêu tiền đi tìm, mà chỉ nhớ là cái cảnh ở nhà thôi chứ không có biết tên mẹ, không biết tên anh. Nếu mà bây giờ nói là cái cảnh nhà của anh có thể tưởng tượng được không? Anh không bao giờ tìm được, đấy là cái đường Hoàng Sa, Trường Sa. Bây giờ nó là một cái khu sầm uất như vậy mà đó. Đúng rồi, bây giờ, bởi vậy nó bây giờ nó thay đổi rồi, đâu còn như ngày xưa nữa đâu. Bởi vì hết, nó chấp hết, mình hết hy vọng rồi, cái số của mình nó vậy, thử ra. Mấy khoảng năm, hai năm nay là tuyệt vọng rồi, không. Và khi mà gặp anh Sơn thì chúng tôi có thuyết phục anh là như thế này. Anh hãy trở về làm cái đứa bé 6 tuổi ấy đi. Đứa bé mà ai cũng có quyền được sống một tuổi thơ của mình cả. Và anh thì đã mất cái tuổi thơ ấy rồi. Bây giờ anh có quyền để trở lại cái thời gian mà có mẹ, có em, đúng không? Và thôi thì anh hãy trở lại tự tin đi, giống như cái ngày mà anh rời khỏi làng Cô Nhi Long Thành, đi ra đó vào ban đêm đó, vào trời mưa đó. Bởi lúc anh tự tin là anh bước ra khỏi cái làng Cô Nhi là anh tìm thấy mẹ. Bây giờ anh cũng phải tự tin như thế đi thì sẽ đoàn viên. Vâng. Con nhỏ nghĩ là mình biết được đường về nhà rồi, chạy ra mình đi tìm về nhà, nhưng mà đâu có ngờ là mình không biết gì, cái ra lạc luôn. Đêm nào cũng nằm suy nghĩ cái cảnh nhà đó, đặng biết sao có cơ hội mình tìm về mẹ mình. Mình chỉ nhớ phong cảnh thôi chứ mình đâu có nhớ tên đâu. Thì đó, mình đi bôn ba vậy đó, đặng để mà tìm cái khung cảnh nhà mình đó mà đâu có gặp đâu. Rồi cả cuộc đời tôi chỉ mong gặp mẹ tôi một lần thôi. Nếu mà trường hợp mà ví dụ tôi không gặp được mẹ, dù mẹ tôi có chết đi thì cái mộ của mẹ tôi cũng tìm nữa. Tôi chỉ có mong muốn, tôi hồi nhỏ lớn rồi tôi không có ham cái gì hết, tôi chỉ mong cái điều đó nè. Tôi nói giờ mẹ tôi có chết rồi tôi cũng về tôi tìm mẹ tôi, để tôi thắp cho mẹ tôi nấm nha. Tôi tìm rất là tìm chồng. Yeah.
mẹ nào cũng thương con, nhưng mà nhiều cái hoàn cảnh gì đó quá khó khăn, mẹ mới cầm lòng để bỏ con, chứ mẹ nào mà để bỏ con cho được. Con lớn rồi nó phải. Thưa quý vị, như vậy là vừa rồi chúng tôi vừa đưa được một người lưu lạc đã sống trong trạng thái tận cùng của tuyệt vọng, trở về với niềm hy vọng được gặp lại thân nhân của mình sau 51 năm lưu lạc. Câu chuyện ly tán vừa rồi là của anh Sơn, lúc nhỏ anh có tên là bé Sáu. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ kể một câu chuyện khác, một câu chuyện mà có thể nó sẽ còn xót xa hơn rất nhiều. Câu chuyện về một người mẹ vào năm 1969, vội vàng gửi mấy đứa con của mình vào làng cô nhi Long Thành rồi đi tìm chồng đang bị thương nằm ở bệnh viện. Nhưng vừa gửi hôm trước thì vài hôm sau nghe tin đứa con nhỏ của mình bị lạc mất. Từ đó thì bà xin quay trở lại để đón những người con còn lại của mình về. Và lúc đó, kể từ đó trở đi thì không còn được tin tức của người chồng của mình nữa, và cả đứa con nhỏ của mình cũng không tìm thấy được nữa. Năm 17 á, tôi vô Sài Gòn, tôi cầm tôi có thể đi xuất lô. Ông bị bắt ngày 5 tháng 5, năm tháng 19. Tới ngày 20 tháng 7 là được tin là ông bệnh, tôi ra nhà thương Trương Đức á, thư đoàn 21. Người ta nói là đưa qua bên bệnh viện Quân Huệ, anh ấy sang. Tôi vô viện vệ tôi tìm nhưng không có. Tôi mới ra bệnh viện Phố Tóc Việt Kỳ á. Mỹ lắm đó là đi ra chất hẳn ngoài biển á. Mới có. Thì xong khi tôi đi là 4 năm mới con, không ra được. Thì tôi mới lên cô gỡ mấy đứa nhỏ này cô nhi viện Long Thành á. Thì tôi gỡ, thay cô gỡ là 4 đứa. Tôi tính về đây tìm ra. Tôi về đây là nó có liên hệ. Có thằng thứ 6 á. Anh tên gì vậy? Tên nó là Phan Đình Tham, nhưng mà tên hòa thường gọi nó là bé Sáu. Mùng 2 tháng 4 mổ con này, rồi mùng 5 tháng 5 là chồng mất tích. Đó rồi qua 20 tháng 8 là con mất tích. Rồi mùng 1 tới từ nhà trái, một năm đó là 4 cái tai nạn như vậy, là năm đó tôi 30 tuổi đó. Kể từ đó đến nay, không ai còn hay tin gì về ông Ni nữa hết. Cảm ơn tất cả những người ở trong gia đình đã phù hộ cho gia đình bữa nay sắp sửa đoàn tụ với đứa em thật lạ. Một năm sau khi tai họa đến dồn dập, bà đành ôm 4 đứa con còn lại về vùng khai hoang Long Khánh. Một mình bà làm không thiếu việc gì, kể cả gặt thuê làm hồ để nuôi con. Nhưng khổ đến mấy cũng không cho đi một người nào, không để cho con phải ở đợ. Không những thế, bà còn nối tiếp truyền thống gia đình hai bên, tổ chức tiếp tế lúa gạo cho cách mạng trong vùng rừng lân cận. Bác Hai là cái người tìm lửa cho con. Con nói tiếng Bác Hai. Cán bộ phụ nữ của làm phải, làm. Tháng 4 năm 1975, bà là hội trưởng hội phụ nữ huyện, ủy viên hội đồng nhân dân tỉnh. Thời đó làm cán bộ là không có lương. Vài năm sau ổn định rồi thì bà nghỉ công tác. Người con trai đầu, anh Hoàng, tức cô Anh, mất sớm. Anh Dũng, cô em đi bộ đội về, sau này làm cán bộ ấp. Chị Vân và anh Tường, tức bé Bảy, sống gần mẹ. Hồi mới mất bé Sáu, bà lo con bị bắt cóc, lần đến từng hang ổ bắt trẻ con đi ăn xin.
chắt chiu từng đồng bạc để kiếm con. Chục năm sau này, bà vẫn đi tìm, nhưng bà muốn tin rằng con mình đã được đưa vào một ngôi chùa nào đó và được bảo vệ. Vâng, bà Thanh trước đây thì thường tên gọi ở nhà là bà Hai Nỉ. Vâng. Theo tên người chồng là ông Nỉ. Vâng. Cái lúc mà ông Nỉ vừa mới bị bắt lính được có hơn 2 tháng thì là nghe tin ông bị thương, bà lên Tuyên Đức bà tìm, nhưng mà người ta lại bảo ông bị chuyển xuống Nha Trang. Bà xuống Nha Trang người ta bảo là phải ra ở ngoài tàu chiến Mỹ, cho nên bà mang 5 đứa con không thể nào có thể được lên trên đó, bà mới mang về Sài Gòn để gửi ở làng Cô Nhi Long Thành ở gần Biên Hòa. Nhưng mà khi mà gửi xuống thế rồi thì vừa mới bà về cái thì là nghe thấy là bé Sáu bỏ chạy khỏi Cô Nhi Long Thành. Bà lại vội vàng bà bỏ tất cả mọi việc ra, bà đến bà đón mấy đứa con còn lại trở về, là không còn đi đâu được nữa. Từ đấy không bao giờ bà còn có tìm thấy chồng được nữa. Anh Sơn có một cái đặc điểm nhân dạng mà cho đến bây giờ chắc chắn là vẫn còn đúng không ạ? Nếu mà người nhà của anh là vẫn còn nhớ đúng không? Đấy là cái vết sẹo. Đúng rồi, nếu mà mẹ nhớ rõ thì ở trên cái đùi có cái vết sẹo hồi nhỏ ở nhà, họ còn ở với mẹ là bị cái vết sẹo đó. Dạ. Đây nè, cái vết sẹo này là hồi còn nhỏ ở nhà có cái đường đất đỏ lớn rộng lắm. Bên lề đường đó, nó có găng hàng rào gắn ra ngay chỗ cái miệng cống vậy nè. Cái mấy đứa đi chơi về, hồi còn nhỏ chạy. Mình nhắm mắt lại thử đi đi có thẳng không vậy? Ai giờ nó nhắm mắt lát cái lọt xuống cái tụt chân xuống cái cống á, cái miệng cống á, cái kẽm gai á, quẹp một đường rồi nè, hở lớn lắm. Bây giờ mà nó còn theo vậy nè, rồi hồi đó nó hở rộng lắm. Lúc đó là Phong nó tên là bé Sáu. Tôi là ở nhà gọi là cu em. Cái vết thẹo đó thì tôi nhớ hoài. Bị cái vết thẹo đó chưa đâu tôi gây ra tôi nhớ. Hai anh em chạy giỡn trên đường đó, thời gian đó, hồi đó là ở trên cái hẻm đó nó có cái hàng rào kẽm gai. Khi mà chạy khi té đó thì nó bị thằng bé Sáu là nó bị rướn cái hàng rào kẽm gai. Cho nên là bị rách cái đùi. Rách đường một suốt một đường dài chảy máu. Vết thẹo đó nó lành rồi nhưng mà cái đường thịt nó lòi ra đó nó nổi lên một đường màu đen. Nãy giờ nói son phấn đi. Mới 2005 nè, tôi đi chùa, đi nhiều chùa lắm. Tôi xuống Trà Vinh đi, Trà Ôn đi, chứ không hết. Nhưng mà khi tôi về chúng ta... Nhiều năm trôi qua, bà lại tìm con trốn cửa chùa vì nghĩ rằng con từng để tóc ba vá, có thể người ta đưa con vào một ngôi chùa nào đó. Bà đi tìm từng ngôi chùa ở Đồng Nai, Vũng Tàu. Một lần đến chùa Minh Lâm, bà bật khóc vì thấy một vị sư có nét giống người chồng mất tích của bà. Vị sư đến thăm bà nhiều lần, nhưng đành nói rằng thầy không phải là bé Sáu. Anh không quậy không? Anh không hiếu động không á? Không có. Thật là tội lắm. Vị sư không có quậy, không có phá không? Ấy có quậy. Con gái út tên Vân mới hơn 1 tháng tuổi khi bà mang 4 đứa con trai đi gửi để đi tìm chồng. Nó rất giống thằng này. Người cháu bên chồng đã sống cùng nhà với các con của bà, nhưng người anh cả thời điểm đó cũng đã gần 20 tuổi. Chết chết anh em mà từ bao nhiêu năm nay chúng tôi cũng mong cho gặp. Mong cho gặp, thế là đưa em về. Thế anh em chúng nhau nếu mà khó khăn thì anh em... Ba anh em chúng tôi tuy là không giàu, nhưng mà có thể là hùn hạp lại để lo cho em mình. Giờ tôi cũng nói với tụi nó hoài, tôi có ít cáo can nè. Bây giờ khi mất con, thầy khám sao mất cũng chịu được hết. Nhưng mà khi anh em ba soạn thảo với nhau, giúp đỡ nhau, khi khó khăn, khi gặp hoạn nạn, thầy cùng nhau giúp đỡ nhau thì mới mừng rồi. À. Dạ, mẹ đây ạ. Mẹ đến đón anh về đây ạ.
mẹ ngồi đây, mẹ ngồi đây, mẹ đừng phải lên tôi. Mẹ cho chị mấy cái ghế. Đây vừa có ghế mẹ nữa. Bạn gì con đọc lại là bạn được tìm bạn. Mà con gái là con à. Con có nhớ gì trời không? Con biết không? Con có gì bốn á. Anh em con có gì bốn. Thưa quý vị, đó là phép màu. Họ đã gặp lại nhau sau hơn nửa thế kỷ. Trong khi hầu hết chúng ta đều chưa thể biết 51 năm nghĩa là gì, thì họ đã xa nhau chừng đó thời gian. Câu chuyện vừa rồi là câu chuyện của mẹ là bà Thanh và con là anh Sơn, diễn ra trong bối cảnh chiến tranh. Biết, có 72 trẻ từ làng Cô Nhi Long Thành đã được đưa về Trung Thủy, trong đó có 36 nữ và 36 nam. Trong gần 2 năm, chúng tôi đi tìm cặp vợ chồng thương binh từng được giao trách nhiệm tiếp quản Cô Nhi Viện này. Tưởng dễ tìm vì đặc điểm của họ là mỗi người bị mất một chân. Hai chồng thương binh có hai cái chân đó con. Hả? Hai chồng có hai chân thôi. À, cho con hỏi, chân bọn con đi tìm hai cô chú. Tại ông này ông làm quản đốc thời gian ngắn thôi. Vì thời gian làm việc ngắn, sau đó chuyển ngành, ông bà không nhớ gì nhiều. Nhưng ông bà cho chúng tôi một đầu mối quan trọng. Anh Nguyễn Duy Thanh nhớ khá nhiều bạn được chuyển lên từ Long Thành, trong đó có một người thuộc lứa lớn tên là anh Thái Văn Hiếu. Ông Hiếu đó, anh ở câu chuyện ông Thanh hả? Năm 72 mấy ông mới giải tán, nó đưa lên Vũng Tàu 72 đứa nam nữ. Một tháng sau thì bộ xã hội mới trúng hỏi ai có anh em đầu ở trong Cô Nhi Long Thành á. Thầy bắt đầu khai báo thì con xã hội mới đi kiếm đưa về đó. Mà chính bản thân tôi cũng vậy nữa nè. Mà cuối cùng với em tôi tìm cô ra luôn. Nhờ anh Thanh có công tập hợp mà mỗi năm các anh chị cô nhi ở Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai có ít nhất 2 lần gặp mặt. Một lần là nhân ngày giỗ của một người tên là anh Tâm. Hàng năm á, tụi tôi vẫn có họp cái nhóm là mồ côi. Năm nào mới lần chết coi là lúc giỗ. Bởi vì nó không có gia đình, không có vợ con. Không có gia đình, không có vợ con. Ngày 1 tháng Giêng hàng năm, họ đều tụ họp với nhau tại trung tâm Cô Nhi Biên Hòa. Quan hệ tụi kia coi như tình bạn hồi xưa. Cho mấy đứa một câu, nó thương nhau lắm, nó giúp đỡ. Chúng ta chưa hết xúc động về cuộc đoàn tụ thứ nhất thì chúng ta sẽ chuyển sang
một câu chuyện nữa. Câu chuyện này thì chúng ta đã từng gặp rồi ạ. Anh Nguyễn Duy Thanh và anh Thái Văn Hiếu là hai người bạn rất là thân với nhau. Thân vì cùng có cái cảnh ngộ từng là cô nhi. Các anh có mặt ở đây đã là một điều rất là kỳ diệu rồi ạ. Mọi người không thể tưởng tượng được là cả một tuần vừa rồi là anh Hiếu đã nằm ở trong khoa hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Vũng Tàu. Và chỉ có chị Thuận là em của anh Hiếu, nhưng mà chị và anh Tài thì còn đang ở Cần Thơ. Thế là ở trên này chỉ có mình một người bạn là anh Nguyễn Duy Thanh vẫn chăm sóc, và đến ngày hôm nay anh Hiếu đã ra viện, được bác sĩ cho ra viện và có mặt ở đây. Vâng, cảm ơn anh Thanh. Cái làm sao mà lại xảy ra cái chuyện như thế được ạ? Đột ngột quá, mới chỉ trong vòng một tháng các anh đang ở đây. Tôi cũng không có biết anh Hiếu bị cấp cứu. Anh sau này mới biết anh nằm hôn mê 4 ngày 5 đêm. Từ ngày 23 tháng 12 tới thứ năm mà tới thứ hai, thì cái ngày thứ ba nhờ cái hồ sơ anh Hiếu tự chạy tới đó anh khó thở thì bác sĩ cấp cứu liền, không là lên phòng hồi sức cấp cứu thì bác sĩ gọi điện cho tôi. Tôi vào thì được có 5 phút thôi thì anh Hiếu không có nói năng gì được. Hôm nay sau tôi mới điện cho cô Thuận là em ruột ở Cần Thơ. Sau này lúc ngày thứ hai có điện cho cô Yên là chương trình đó, thì tới ngày thứ hai, tối thứ hai thì anh Hiếu lại tỉnh. Rồi được qua các khoa nội, rồi tôi theo dõi tới cái ngày mà đi được tôi hộ tống lên đây luôn. Dạ. Cái điều này cũng là kỳ diệu ạ. Khi mà được nghe tin thì chúng tôi chỉ nói rằng là trời ơi, anh ấy sắp được gặp em của anh ấy rồi. Vâng. Xin được nói đôi điều về anh Nguyễn Duy Thanh ạ. Vâng. Anh Thanh ấy thì là sau khi mà ở cái trung tâm Trung Thủy, trung tâm về trẻ mồ côi đó, thì anh có đi thanh niên xung phong ở tổng đội thanh niên xung phong Đồng Nai. Sau đó thì anh đi chiến trường Campuchia và anh là trung tá quân đội nhân dân Việt Nam. Sau khi giải ngũ từ chiến trường ca về thì anh học một lúc 2 bằng đại học và về làm việc tại hạt kiểm lâm của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và chính là tại đây thì anh cũng có tạo điều kiện để cho nhiều anh chị em vốn từ trong các cô nhi viện của Đồng Nai, Vũng Tàu về làm việc. Trong đây có anh Thái Văn Hiếu. Dạ. Anh Thanh cũng có một nguyện vọng đi tìm họ hàng bên ngoại. Tức là sau khi mà được đưa vào trung tâm Trung Thủy vào năm 1975 thì anh thất lạc với bên họ hàng bên ngoại. Mẹ tôi tên là Nguyễn Duy Thanh, tôi tên là Nguyễn Duy Thanh, mẹ tôi là Nguyễn Thị Năm, mất năm 67 là lúc đó tôi 5 tuổi, ba tôi thì đi lính chế cũ là làm ở phòng lương, ba tôi là Nguyễn Duy Tuế, thì năm 72 ở Phú Lâm, quận 6, Sài Gòn bây giờ nè, bà ngoại lên chăm, ba không có lấy vợ khác, bốn em thanh bình thịnh vượng, thì bà ngoại có việc về Cần Thơ. Thì năm 72 có cậu Tưng lên thăm có một lần. Rồi cũng là 72 thì đơn vị ba tôi thi chuyển về trường thiếu sinh quân Việt Nam của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ở đường Lê Lợi, bây giờ là Petro Việt, dạ, Việt Show Petro. Dạ vâng, Vũng Tàu. Rồi từ đó là 29 tháng 4, sáng 29 tháng 4 thì an ninh quân đội theo người lớn kể lại là phát hiện ba tôi là hoạt động cách mạng nằm vùng. Bắn thì chở đi ngày 29 tháng 4, 75 á. Rồi 10 giờ sáng á, thì em Nguyễn Duy Thịnh cũng bị pháo lạc vào nhà thì cũng chết luôn. Theo ông có một ngày. Thì được người chú trong đơn vị á, cùng quê á, bảo bọc còn lại ba anh em á. Nhưng mà nhà đông quá, 90 người luôn không nổi. Thì chú gửi vào làng của Duy Trương Thủy năm tháng 10 năm 75. Thì nguyện vọng của tôi cũng tìm được, mong để tìm được cậu là Nguyễn Tưng, dì là Nguyễn Thị Sáu ở xóm Chài, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Mà từ năm 2000 tôi đã đi tìm, năm nào tôi cũng đi tìm, tại tôi là lớn mà còn hai đứa em nữa, và nhờ chương trình chưa hề cuộc chia ly cũng đăng ký cũng mười mấy năm rồi, thì cũng mong cái nguyện ước của tôi cũng mong là
tìm được người thân giống như là anh Dũng số 136 gặp chị Phượng, anh Thắng cũng trong coi biển của tôi ở làng Hương Thủy, và anh Hiếu sẽ gặp người thân, cũng mong ước cái điều lớn nhất như vậy cho mấy đứa em, mấy đứa cháu nó gặp nhau. Dạ. Như chị của Chili thì đã tìm rất là nhiều lần, chúng tôi về Cần Thơ, chúng tôi tra cứu rất là nhiều cái tàng thư nhưng mà đều không có một cái thông tin gì. Trong suốt vòng 5 năm nay chúng tôi tìm kiếm nhưng mà đều không có một cái thông tin nào để có thể tìm ra được cậu Tưng sinh năm 1935 và dì Sáu sinh năm 1932. Có thể là cậu Tuân chăng? Và chúng tôi rất là mong là quý vị sẽ chia sẻ cái thông tin này để cho nhiều người biết đến hơn. Có thể là dì Sáu và cậu Tuân hoặc cậu Tưng là đã không còn ở làng chài ở An Phú, Cần Thơ nữa từ sau năm 1970. Nhưng mà họ đi đâu và con cháu của họ như thế nào thì hiện nay chưa có ai cho chúng tôi biết cả. Rất là mong là quý vị hãy gọi đến tổng đài 028-6264-7777 và mong thông tin mách bảo cho chúng tôi. Và anh cũng đừng buồn ạ, đến bây giờ mình chưa tìm thấy nhưng mà mình vẫn phải hy vọng, mình vẫn phải hy vọng anh nhé. Vẫn hy vọng. Anh Thanh đến đây là để cùng chúng tôi tạo nên một cuộc đoàn tụ. Và đấy chính là, vâng, bây giờ chúng ta sẽ kể câu chuyện của anh Hiếu. Vâng, của anh Thái Văn Hiếu. Anh Thanh và anh Hiếu từ Vũng Tàu về tham dự buổi phát sóng tháng trước. Thì sáng hôm sau, chúng tôi đề nghị dẫn các anh đi thăm lại chung cư nơi mà anh Hiếu nói là mấy mẹ con anh đã sống trước khi mẹ đưa hai anh em gửi vào làng Cô Nhi Long Thành. Người mẹ vốn gốc Hải Phòng, khi mới 17 tuổi, bà Thái Thị Hường đã một mình di cư vào Nam, lấy chồng sinh được ba con thì chia tay, bà cải họ các con sang họ Thái của mình. Bà Hường làm ở xứ Mỹ, chuyên nấu ăn cho hai gia đình sĩ quan Mỹ sống ở chung cư này nên được cấp căn hộ trên tầng áp mái. Đó hồi xưa leo ra cái sân thượng này chơi nè, nguy hiểm lắm mà vẫn leo ra, cái nhà đó là căn cuối đó. Cả hai anh em luôn. À, với mấy đứa lối xóm này nữa. Chung cư Lý Tử Trọng giờ đây rất nổi tiếng với giới trẻ để mà check in. Nằm ở góc đường Đồng Khởi, đã già nua thế mà vẫn đứng đó quả là điều kỳ diệu. Và đó là điều may mắn đối với anh Hiếu. Vì anh lưu lạc từ làng Cô Nhi Long Thành đến Vũng Tàu, rồi đi bộ đội, vẫn thân phận côi cút. Tới năm 90, nhờ mô tả đúng về chung cư với mấy người bạn trong quân ngũ mà được họ đi tìm cho. Tìm được nơi ở cũ rồi, anh Hiếu đến hỏi thăm. Cuối cùng, biết được nơi mẹ đưa em Thuận tới sống là Cần Thơ. Vậy là sau hơn 20 năm cô độc, anh mới có người thân. Mà sau lần anh Hiếu trở lại đây và được mách cho nơi ở của mẹ thì không thấy ai đến hỏi bà Thái Thị Hường nữa cả. Người em mất tích Thái Văn Hiệp mà tên ở nhà là Minh, có lẽ quá nhỏ nên không nhớ nơi này. Có lần cái ngày chủ nhật giấc chiều 2-3 giờ dẫn đi xuống, tự chân nó xuống lo chơi, đi bộ cà ban không biết đi hồi nào không biết, đi hồi chiều tới bà già bà hỏi em đâu rồi, nói nó ngồi đó ra kiếm không có, trời ơi xách cây xanh rồi bà đi tự bó, gọi là tự bót á, bà tới quận 2 rồi vô cái bót á, rồi nó ngồi dần đóng chống. Xưa ông Hiếu cùng em học ở ngôi trường Hòa Bình bên hông nhà thờ Đức Bà, chỉ cách có một dãy phố. Đó, nó đi lạc không à, rước tới về tôi ăn đòn. Chỗ gà một quất tôi tới bến luôn. Nguyên nhân như vậy mà tôi nó bị vô trong làng của Nhi Long Thành. Bị đưa đi với cái bà kia bà suối. Mà bạn không biết sao bà suối. Sợ đi lạc lần nữa. À. Hiệp lúc đó 6 tuổi, hiền như ông bụt. Mọi người đều bảo Hiệp là con lai. Nhưng người mẹ chưa từng nói gì về chuyện này. Dạ, bây giờ mình xem lại cái này chứ. Anh lắng nghe nhé. Nói chuyện với Hiệp này, tôi nói chuyện qua điện thoại rồi mà. Anh Hiệp ơi, bây giờ anh nói chuyện với anh Sơn này hình như là hồi xưa là cũng tầm tuổi của anh ấy. Dạ, đây là cái hình mà chúng ta đã xem rồi, ở trong cuộc đoàn tụ trước. Dạ, khi mà chúng tôi kết nối FaceTime với lại một người là cô Nhi Long Thành hồi xưa mà hiện nay đang ở nước ngoài. Còn nhớ được cái khai sanh của làng Lập chưa?
Lan Lập là anh tên là Hiệp. Thái Văn Hiệp. Thái Văn Hiệp. Nhi khai sinh lại là Trần Trí hết. Con không nhớ, tại vì con chỉ biết đó. Thái Văn Hiệp là đứa con. Thái Văn Hiệp. Xuống luôn. À, đó là con nhớ con. Ngày 1 tháng 1. Vâng. Vâng, lúc nãy thì chúng ta đã chứng kiến cảnh này. Vâng, vào cái số 136 lần trước thì chúng tôi có yêu cầu anh Thái Văn Hiệp đang ở Đức theo dõi cái số đó thông qua YouTube ạ. Thầy. Đấy. Vậy là các anh sẽ còn gặp nhau, các anh gặp nhau dưới sự chứng kiến của các thầy. Dạ, vâng, các anh ở dưới đây ạ. Đây có anh Hậu cùng tuổi cả anh luôn đó. Vâng, anh ngồi xuống tí, các anh bắt tay đi đã nhỉ. Dạ, có anh Hiếu là lớn hơn một chút, là lứa lớn. Dạ, dạ các anh 50 năm rồi mới gặp nhau còn gì. Dạ, vâng. Anh có nhớ không? Anh có nhớ không? Hiếu. Đúng rồi, anh Hiếu hồi xưa là phó đoàn của đoàn của anh. Và anh Hiếu là có một người em. Anh có nhớ tên anh là gì không, cùng đoàn của anh? Đây là anh Thái Văn Hiếu, anh có một người em là Thái Văn Hiệp, bây giờ vẫn còn thất lạc. Dạ. Đây, anh ngồi xuống đây. Dạ. À, vâng, thưa quý vị, khi mà anh Thanh giới thiệu anh Hiếu là bạn của anh Thanh và là lứa lớn ở trong làng Cô Nhi Long Thành, được đưa lên từ làng Cô Nhi Long Thành lên chỗ Vũng Tàu ấy, thì chúng tôi mừng vì là có thêm một nhân chứng nữa. Mà có thể biết rất nhiều về cái việc, cái sự kiện là 3.000 cô nhi đã được chuyển đi đâu, 3.000 cô nhi mất tích như là báo chí Mỹ lúc đấy đã lên tiếng. Nhưng mà khi hỏi cả họ cả tên anh ấy, được biết anh là Thái Văn Hiếu, thì chúng tôi lập tức như là bị chạm mạch ấy. Và thưa quý vị, đó là vì đã suốt trong 5 năm qua thì chúng tôi luôn luôn đeo đẳng ở trong đầu một cái thông tin về số 2100, MS2100, Thái Văn Hiệp tìm anh tên là Việt. Anh Hiệp từ Đức về Việt Nam đến văn phòng đến vài lần để mà đăng ký. Sau này trong quá trình tìm kiếm thì chúng tôi liên tục liên lạc với anh Hiệp thông qua Internet. Và đây là một phần trong cái cuộc trò chuyện được ghi âm lại để anh kể về cái hoàn cảnh ly tán của anh ạ. Xin hãy lắng nghe ạ. Trách thì cũng có trách đó, nhưng mà mình nghĩ giờ sao mình lớn rồi. Chiến tranh thì nó đâu có tha một ai đâu. Hiểu sao mà lại đưa tôi vô cô Duy Diệp. Mà đưa hai anh em tôi vô. Mà người anh tôi thì là ở một cái khu của người lớn, lớn lắm. Còn tôi thì đưa vô cái khu nhỏ xíu à. Chứ tôi hình dung ra khuôn mặt của mẹ tôi mà tôi không hình dung được hết. Từ lúc tôi ngồi nhớ là có một bà mới lên mới thăm tôi, mới ngồi ngay cái vách tường. Rồi đến lúc mà Linh nó vô là nó dọn cái cô viện đi luôn, thì lúc đó là phải mất tiêu luôn. Chưa? Từ Long Thành về sau mai lính nó chở cái đó rồi xong rồi nó bỏ đó xong rồi cái cô Duy Diệm lại thuê xe khác chở tụi tôi về cô Duy Diệm Bách Thị Trang 80 là tôi ở hôm qua chuyến ba là tôi mới đi ví dụ đảng và nhà nước không bắt mấy thằng cô Nhi như của tôi những mấy đứa con lai như của tôi đi nghe bộ đội đó. Lúc đầu á tôi đi lính là để thoát khỏi cô Duy Diệm đó thôi, thì sau này tôi về sẽ có một cái giấy tờ ổn định. Đó chứng minh là sau này tôi về tôi làm cán bộ công viên viên hết từ phía 3 luôn. Và tôi giảm biên chế tôi đi hợp tác lao động luôn. Đó là cái chứng minh rõ ràng nhất. Nhưng mà khi tôi vô qua Campuchia rồi đó, thì mới phát hiện ra là tụi Minh Bố nó giết dân được nhiều quá. Hồi xưa tôi nhớ có một thằng mà đánh phá dòng dây. Thì tôi nói để tôi ở lại cho. Tôi cho mấy đứa bạn tôi nói tụi mày rút trước đi. Tôi nghĩ tôi có mệnh qua lại tôi chết chả sao, nhưng mà cuối cùng tôi cũng thoát được luôn. Cái lúc mà tôi đi nghĩa vụ á nha, là báo khăn vàng đỏ vào cái thời điểm đó có lên tặng quân trường phỏng vấn bốn anh em của tôi, thì có hỏi tôi một cái nguyện vọng, hỏi như thế nào. Tôi nói bây giờ cứ đi nghĩa vụ đi, nếu mà còn sống thì tôi quay về tôi sẽ đi kiếm gia đình. Tôi về tôi đi dự tuổi trẻ anh hùng á ở Vinh Độc Lập, gặp nhiều người học muốn giúp tôi lắm nhưng mà không biết cách nào giúp. Thật sự hỏi tôi chả biết cái gì đâu mà hỏi. Tôi chỉ nhớ là tôi nè,
nhà thì có cửa cổng màu xanh rồi, tôi còn nhớ rõ lắm. Từ trong nhà đi ra không xa lắm đâu, không bao xa lắm. Tôi nhớ là có hàng cây để ngang nhà thờ Đức Bà. Cái mà tôi muốn hỏi nhất á, lý do tại sao mình vô đi? Rồi đến năm 87 là anh đi Đức. Rồi năm 89 là bức tường nó sập rồi tôi mới chạy qua Tây Đức, tôi chạy luôn tới giờ. Tại vì tôi nghĩ về Việt Nam, tôi giờ đâu vô quốc tịch đâu, nó tôi đủ điều kiện vô quốc tịch mà tôi không vô. Nhiều lúc nhớ Việt Nam quá tôi về đại chứ mà tôi chả biết tôi về Việt Nam để làm gì. Dạ. Tôi có bản thân hồi xưa mà đi lính chung mà nó chết hết trơn rồi. Đi Campuchia chết hết rồi, mấy đứa hồi xưa ở cô Di Diện nó đi cùng với tôi đó. Dạ. Cũng hy sinh hết rồi. Tôi về Việt Nam mà tôi chỉ ra ngoài cái địa thăm tụi nó thôi. Cái ngày Tết của Việt Nam là ngày là tôi nó nói là tôi sợ nhất. Tôi không dám ở nhà vào ngày Tết vì ở đó sẽ suy nghĩ lung tung. Cho nên là gọi là mấy chục năm nay là tôi không Tết. Có một lần kinh khủng nhất đó là tôi về Việt Nam vào ngày Tết. Tôi nói thiệt là lúc đó tôi muốn quẹt qua đất liền, tôi không dám ở Việt Nam. Không khiếp luôn. Càng ở mình càng nhớ. Tôi nhớ mà tôi chịu không nổi luôn. Thì mình không có ai đó, mình phải cắn lưỡi mình đợi. Dạ. Cái thật sự là ở nước ngoài không biết. Dạ anh Hiệp. Chào anh Hiệp. Dạ. Dạ. Hiện nay anh Hiệp đang ở Regensburg là một cái thành phố ở bang Bayern của Liên bang Đức ạ. Anh ở nước ngoài. Dạ, anh ở nước ngoài. Dạ. Và tất nhiên là bây giờ là ở thành phố đang lockdown, đang Covid cho nên là anh không thể về được. Dạ, anh không có ở đây đâu. Anh không có ở đây. Đó, anh ở đó. Dạ. Dạ vâng. À, tình hình bên đây thế nào rồi hả anh Hiệp? Bên đây hiện nay vẫn còn đang nghiêm kìa. À? Dạ, thế nào? Để dài, này mà đâu có được không? Không có cửa hàng nào mở cửa đó. Anh chán giống má quá anh. Chán giống má. Chán giống hệt má. Anh Hiếu này, chị Thuận này. Rồi, bây giờ anh sẽ nói chuyện với mọi người. Vâng, Tết năm nay là anh sẽ không bị cô đơn nữa rồi. Dù là ở xa đi chăng nữa anh cũng không thể buồn như những ngày xưa được nữa rồi. Nhưng mà trước hết là xin hỏi anh Hiệp á, anh có cảm thấy là anh Hiếu đây chính là người anh mà anh đã phải ly tán sau khi mà cô nhi viện Long Thành, làng cô nhi Long Thành bị giải thể không? Có đúng anh, người anh trai của anh không? Dạ đúng à. Vì sao anh cảm thấy đúng ạ? Tại vì cái lúc mà đưa vô cô nhi viện đó là tôi còn thấy anh Hiếu được một lần cuối là giữa cái khu của ảnh ở đó. À. Đó. Khung của mặt ảnh vuông vuông dễ nhìn lắm. Nhưng dạ. Mà có cái là cái tên đó không nhớ nổi được. Dạ. Tôi chỉ nhớ là hai là Thảo. Nhưng mà tôi không biết. Tên Thảo chứ không phải tên Thảo. Thảo. Anh ấy nhớ rất đúng. Khi mà hai anh em chia ly nhau ấy, thì là anh mới có 6 tuổi thôi ạ. Và ở trong nhà thì có một người anh, có một người anh tên Hiếu và anh thứ hai tên Thảo. Nhưng vì khi mà gửi vào trong làng cô nhi thì có sáu trộn với giấy khai xanh. Sáu trộn cái giấy khai xanh. Không có giấy khai xanh không có mang theo. Cho nên má mới gửi lấy cái tên anh Hiếu thế vô. Thế là anh ấy mang tên là anh Hiếu, nhưng thực ra anh chính đối với anh là anh Thảo. Và khi mà chúng tôi hỏi chuyện anh Hiếu rất nhiều lần, chúng tôi biết, chúng tôi xác định là chắc chắn là anh ý là anh của anh Hiệp đấy rồi, anh Thái Văn Hiệp đấy rồi. Nhưng mà rất là kỳ lạ là trong hồ sơ thì anh Thái Văn Hiệp lại đăng ký tìm anh tên là Việt. Thế là chúng tôi cứ hỏi qua hỏi lại qua internet là có đúng không? Anh có nhớ chắc chắn tên anh là tên người anh là tên anh Việt không? Anh ấy nói mãi, anh bảo rằng là cũng mơ hồ lắm, có thể tên là Việt, có thể tên là Thảo. Vâng, và giải đáp là anh Hiếu chính là tên là Thảo.
cho chúng tôi xem cái clip những cái gì để thuyết phục anh ấy đi. Thì nhỏ lớn á là nó tiếp xúc với tôi là kêu tên Thảo xong. Còn lúc mà vô Long Thành á là có dẫn luôn cả Hiếu đi gửi nữa. Hiếu, Thảo với Hiệp. Nhưng mà không biết sao mà lúc cho cái bà chị bạn đó bà dẫn vô Long Thành bà gửi á thì không có cái cây xanh Thảo mà có cái xanh Hiếu với Hiệp mà. À, lúc qua ở trong làng Long Thành á nó mới không nhận anh Hiếu anh bị câm trong cái đường không nhận. Nhà có người anh đầu bị câm tên là Hiếu, anh Hiệp có nhớ không? Bà mới đem lấy cái cây xanh tên Hiếu mới nhấn vô đó là từ đó Thảo mới thay cái tên là lấy cái tên Hiếu. Không biết cái bữa đó má bà nấu ăn bà chiên nướng sao biết cái chảo dầu ăn á để nằm ở đâu cũng trên lầu á mà để đất vậy. Biết ổng sao lúc ổng còn nhỏ mò sao ổng đưa nguyên cái bàn chân cũng vô luôn. Trời ơi, nó phồng ra giống như đồ dạ xà bô vậy đó. Nó phồng á, phồng nước lên chạy lên liền vậy nè. Nó nằm đâu cũng cả tháng á, bắt đầu ấy. Chích cái đó nó rút nước ra nó khô cái vỏ đó. Mới lấy cái kéo cắt nhanh đeo nguyên miếng da. Giống như cái đồ dớ vậy đó. Là nguyên cái bàn chân. Nó là bắt buộc nó phải nhớ cái có một lần đó rồi. Tôi ở vùng Cù Lao từ năm 72 luôn mà. Ở tới bây giờ luôn. Vậy là từ tháng 2 năm 72 đó, anh Hiếu được đưa tới Vũng Tàu, rồi anh ở đó luôn đến bây giờ, trừ có 4 năm gia nhập lực lượng thanh niên xung phong. Đã có lúc cuộc sống dư giả, nhưng nay ngày một khó khăn, nhất là từ khi người vợ qua đời cách đây vài năm. Anh Thành kể, 50 năm thân nhau, anh Hiếu chưa bao giờ quên người em mất tích và ngày càng hay nhắc đến anh Hiệp hơn. Gần đây, anh Hiếu thường bảo nếu còn hy vọng tìm được em thì anh giữ căn nhà nhỏ lại, đặng hai anh em có chốn ở chung. Chứ nếu không còn hy vọng gì nữa, anh tính bán nhà để có tiền sống qua ngày. Bà Thái Thị Hường mới mất 1 năm trước đây, thọ 91 tuổi. Bà có một đặc điểm, có khi anh Hiệp còn nhớ. Bà thường xuyên nhai trầu. Má nói là không biết giờ nào ta gặp Minh. Má nói có khi nào mà ta đang ngồi ăn trầu ấy, nó đi lù vô rồi đó. Nó nói kiếm tao không? Đó, bà nói vậy. Vâng, có một cái này anh chưa nhìn thấy này. Anh có nhìn thấy không? Đây là bức ảnh của má. Má và anh đó. Má và anh đó. Cái này chị Thuận giữ lại. Vâng, bây giờ anh Hiếu, chị Thuận nói chuyện với anh ấy đi ạ. Nói chuyện với em đi. Minh ơi, bây giờ chị gặp lại cưng chị mừng quá. Chị không biết nói sao, giờ mà gặp cưng ở xa quá. Chị tính hôm nay đến trường quay là sẽ gặp được em á. Nhưng mà cũng không gặp được mà nắm tay nhau. Thôi giờ em cũng nhìn lại cái tấm hình này nè. Là ngày xưa, ngay đường Gia Long má dắt cưng nè đi chụp hình á. Hồi xưa đó là cái bây giờ người ta gọi là công viên, chứ ngày xưa là người ta gọi là vườn bông. Vườn bông Gia Long đó là má dắt cưng đi xuống đó chụp hình nè. Dạ, với còn một tấm hình nữa là mấy chị em mình đang chơi trước cửa nhà đó, rồi ông Mỹ ra chụp đó. Là lúc đó cưng không biết dặn cái gì mà cưng đứng cưng chầm chầm giữa cái cửa, mặc áo sơ mi trắng dài tay, mặc quần sọt trắng. Mà chị làm lạc cái tấm hình đó rồi, giờ chị cho đem tấm hình này cho em coi đó. Để em nhớ lại. Giống như là má mất rồi Minh ơi. Giờ được lại không có cái bay. Sao Minh? Giờ kiếm được gia đình mà không có máy bay về. Không có máy bay bay về. Má mất rồi. Còn 20 ngày nữa ăn Tết.
Còn 20 ngày nữa ăn Tết má có nhắc, má nói chị em bay có hai đứa ở đây mà còn thiếu thằng Minh. Má khóc dữ lắm mà chị, lúc đó chị ráng gượng, chị không khóc, chị ráng trả lời một câu mạnh mẽ chứ má là: má ơi má đừng có lo, chỉ có hai chị em của con ở đây, thì giờ nếu em nó còn sống sẽ có ngày nó tìm lại gặp má với mình, chứ má đừng có khóc. Rồi đó tự chị bỏ ra nhà tắm, chị ngồi làm chuyện là chị khóc quá chừng luôn Minh ơi. Anh Hiếu nói gì với anh Hiệp đi. Anh Hiếu không nói được gì ạ. Vâng. Anh năm, Hiếu năm 2019 em có về Việt Nam. Em đã nói là em về kiểu mà về vô dạch. Em về em ở ngay cái khách sạn đó thì là về xong rồi qua cái đợt đó là bị chết luôn rồi, mà nó diễn viên nó cho đến bây giờ luôn. Rồi qua xong rồi cũng bị thất nghiệp luôn, tại vì dịch không có hãng nào mà mở cửa. Anh Hiệp sang bên đó thì làm giống như kiểu kỹ thuật viên về dạ. Kiểm tra sản phẩm của các khách hãng ô tô. Dạ. Công việc cũng tương đối là ổn định và nhưng mà anh vẫn sống một mình. Dạ. Anh có hai người con gái. Anh cứ ước rằng, anh cứ nói với bọn em rằng là lúc nào tìm được gia đình một người nào thôi để anh về. Dạ. Nhưng bây giờ thì Minh à, bây giờ chị nhắc lại cho cưng nhớ lúc trước á, ông Mỹ cho ba anh em mình đi học trường Ngô Đình Châu ở Sài Gòn không Minh? Nhớ không? Lúc đó ba anh em mình đi học đó. Chị Cưng và anh Thảo đi học. Sáng á, là ông Mỹ làm đồ ăn cho ba anh em mình ăn đó. Mà chị đâu có quen ăn đồ của mấy ổng. Thành ra đi học đi xe trường vậy, chị cứ xỉu trên xe trường hoài. Cưng nhớ không? Đi học trường Ngô Đình Châu. Vô đó cô giáo lấy Cưng nghịch quá, cô giáo lấy thước khẽ tay Cưng đó. Rồi Cưng về Cưng mới mét với ông Mỹ mà ông không hiểu. Ông mới hỏi lại má tại sao Cưng mét cái gì. Má mới nói là Cưng vô trường, Cưng nghịch cô giáo khẽ tay. Thành ra bữa hôm đó sáng hôm sau ông Mỹ mới dắt má và Cưng và ông đi vô gặp ông thầy hiệu trưởng. Và nói rằng là chúng tôi đem em tới đây đặng mua chữ cho các em, chứ không phải mang chúng em cắt ra lại đây mà để cho cô giáo đánh. Là từ đó cô giáo không còn đánh em nữa, em nhớ không? Nhớ không Minh? Bây giờ mình sẽ nói chuyện đến đêm về những kỷ niệm đó. Dạ, vâng. Nhắc cho em nhớ trời dạ. Ơi. Nhưng anh nhớ là anh Hiệp cũng phải ly tán với gia đình cho đến năm 90 mấy thì mới về, và về là bởi vì anh Hiệp nhớ cái chung cư đó. Anh Hiệp nhờ bạn bè, anh Hiếu nhờ bạn bè đi tìm được cái chung cư ở Lý Tử Trọng chứ không phải Mạc Đĩnh Chi như anh nhớ. Nó là ở Lý Tử Trọng. Dạ. Và khi mà về đến đó thì gặp dì Tư, chắc là anh không còn nhớ. Thì dì Tư có gọi điện cho chị Thuận và nói là lên để nhận có người muốn hỏi. Dạ, có người và muốn đến hỏi. Cái lúc chị nhìn thì anh ấy thì sao? Khi chị vô cái chung cư đó là tất cả nhìn nhau là liếc là kêu đừng nói là anh này là anh Thảo. Chị vô cái dì Tư mới nói đâu ông Thuận nhìn coi ai là thằng Thảo. Cái chị nhìn nói đúng rồi, anh Thảo, anh của con đấy dì Tư. Rồi đó, hai anh em mới đưa về Vũng Tàu rồi ở con bữa, rồi em phải trở về Cần Thơ để lo sinh sống với má. Đó, vậy đó. Dạ, má là ngay vào tháng 5 năm 75 thì má đã đưa chị và anh Tài, tức là em út, đi về Cần Thơ và ở đó cho đến khi má mất. Và anh chị đều không có lập gia đình gì mà ở với má, chăm sóc má thôi. Còn anh Hiếu thì vẫn cứ ở Vũng Tàu. Và má luôn luôn nói cái gì ạ? Má nói rằng giá như tao đang ngồi ăn trầu và một lúc nào đấy thằng Minh nó về. Má nhắc Cưng hoài à Minh ơi. Chị nói má đừng có lo hả, nếu em nó còn sống nó sẽ có ngày để trở về nó tìm mình. Đó. Bây giờ chị nghe cái tin mà anh Thảo lên đài trường quay mấy cô mời rồi anh điện xuống Cần Thơ á, là trong mấy ngày đó là chị không ăn cơm vô, chị chỉ uống nước thôi. Chứ chị ăn không nổi nữa để chờ tìm gặp được em á. Dạ rồi, mong chúng ta mong rằng là yeah. Covid nó sẽ đi qua đúng không ạ? Yeah. Năm nay sẽ là năm. Năm nay rất là vui vẻ. Năm nay sẽ là năm đoàn tụ.
Thấy không? Nó to. Đã nói nó anh nặng 100 cân hơn 100 cân đấy ạ. Thưa quý vị, nhìn giống má nhiều. Chưa đầy 60 phút mà chúng ta chứng kiến hai cuộc chia ly có độ dài là nửa thế kỷ. Hai phép màu đã diễn ra. Và để cho nhiều phép màu liên tục được diễn ra như vậy, chúng tôi cậy nhờ rất nhiều vào quý vị. Và hôm nay là năm mới và chúng ta sẽ điểm một số tin vui. Trong vòng một tháng vừa qua thì đây là kết quả con số chúng ta nhận được thông qua ví điện tử Momo. Đã có gần 29 lượt ngàn người tham gia quyên góp cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly với tổng số tiền là hơn 780 triệu đồng, thưa quý vị. Mỗi một khi mà chúng tôi cập nhật các con số trên ví điện tử Momo lên trên fanpage của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì đều nhận được một sự quan tâm là đến bao giờ thì Momo mới ra mắt tính năng trích đóng góp hàng tháng. Và những người bạn của chúng tôi với Momo thì vừa thông báo là tính năng đó sẽ được giới thiệu vào đầu tháng 2, tức là khoảng một tháng nữa thôi ạ. Cũng xin cảm ơn đến những đồng nghiệp ở báo điện tử Vietnamnet. Cảm ơn các độc giả của báo điện tử Vietnamnet. Từ đầu tháng 7 đến từ tháng 7 của năm vừa rồi đến bây giờ là chúng tôi nhận được tổng cộng là 520 triệu đồng thông qua kênh của báo điện tử Vietnamnet. Và trong tháng vừa rồi thì chúng ta chào đón một người bạn mới, đó là Chalo. Những người bạn ở tại Zalo giúp cho Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly tạo và hỗ trợ vận hành một trang thông tin chính thức của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly trên Zalo. Và tại đó thì quý vị có thể quan tâm theo dõi các tin tức, tương tác với chúng tôi một cách thuận tiện, và đặc biệt là tính năng ủng hộ đã được tích hợp với ví điện tử Zalo Pay. Xin chân thành cảm ơn những người bạn tại Zalo Pay. Vào lúc mà gần như cả cuộc đời đã trôi qua, vâng, vào lúc mà mọi thứ thì đều đã mất, chỉ còn lại tình yêu thương thôi ạ. 50 năm vừa qua thì buồn đến như thế ạ, nhưng mà 50 năm tiếp theo thì nhất định sẽ hạnh phúc. Cho nên là đừng ai tuyệt vọng cả. Lúc này thì nếu mà ai trong số quý vị khán giả còn đang lưu lạc thì hãy liên lạc với chúng tôi. Chắc chắn là ở đâu đó đang có người rất là mong chờ bạn. Và rất nhiều người, tức là cộng đồng của chúng ta ít nhất là 29.000 người đang muốn góp tay vào để đưa đến những cuộc đoàn tụ như thế này. Vâng, 2021 sẽ là một năm mà tràn ngập tình yêu thương. Nếu tất cả chúng ta đều cố gắng chia sẻ cái tình yêu thương và nắm tay nhau cùng tạo nên một tình yêu thương bao trùm. Và vâng, sẽ rất nhiều cuộc đoàn tụ như thế này sẽ diễn ra. Dạ, Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly thì đã chính thức trở thành một hoạt động cộng đồng của tất cả chúng ta. Nó không thuộc về riêng ai nữa. Và bây giờ thì số 138 sẽ được diễn ra vào 20 giờ tối ngày 1 tháng 2 năm 2021. Xin chúc quý vị một năm mới bình an. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xin chúc anh chị sẽ đón được anh Hiệp về. Dạ, và sẽ ở với nhau, bốn anh chị em ở với nhau. Dạ, xin chúc sức khỏe gia đình mình ạ. Dạ. Xin cảm ơn các bạn từ Zalo, Zalo Pay, và xin cảm ơn từ Momo. Dạ, xin cảm ơn các bạn ở Vietnamnet. Niềm vui hạnh phúc hôm nay tràn đầy nơi những trái tim. Bao năm qua cách xa nhau rồi, cõi lòng xao xuyến nhớ thương. Gặp lại nhau nghe tim nức nở, lệ mừng nhòa lên môi mắt, cho tâm hồn lắng động yêu thương. Như chưa hề có cuộc chia ly. Như khi xưa bên nhau kỷ niệm yêu dấu. Yêu
cho ngày tháng.